không? Hôm nay Hải Phòng rất hào hứng mang đến cho các bạn những thông tin cực kỳ hấp dẫn về một cuộc thi đang rất hot trên cộng đồng mạng Facebook hiện nay. Vì các bạn sẽ có cơ hội được du lịch nước ngoài miễn phí trong 4 ngày. Đồng thời, các bạn còn được tham quan một trong những trường đại học danh tiếng của thế giới. Cuộc thi đó mang tên Hành Trang Du Học. Các bạn biết không, cuộc thi Hành Trang Du Học được tổ chức và tài trợ bởi INET, một trong những công ty du học hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với uy tín đã được xây dựng gần 10 năm qua. INET còn là đại diện tuyển sinh chính thức được công nhận bởi hơn 400 trường trung học, cao đẳng và đại học trên toàn thế giới. Đối với đất nước được mệnh danh là thiên đường nhiệt đới của châu Á hay châu Á thu nhỏ, vâng, đó là Malaysia, thì INET vinh dự là đại diện tuyển sinh chính thức và duy nhất của trường đại học Sơn Quang, một trong những trường đại học danh tiếng của đảo quốc này, đã được công nhận sâu sao về chất lượng xuất sắc trong đào tạo cũng như chất lượng chăm sóc tốt nhất cho sinh viên quốc tế. INET đã phối hợp cùng trường đại học Sơn Quang tổ chức cuộc thi Hành Trang Du Học. Vậy thể lệ cuộc thi như thế nào, các bạn đừng rơi màn hình, hãy theo dõi tiếp nhé. Phân tích sâu sắc những cái cảnh nổi bật của nền giáo dục Malaysia cũng như là những điểm nổi bật
nguồn tham khảo ở đâu là tốt nhất đúng không nào? Các bạn đừng lo nhé, sau đây Hải Phong sẽ giới thiệu cho các bạn những website uy tín mà các bạn có thể tham khảo tốt nhất những thông tin để sử dụng cho bài viết này của mình. Các bạn có thể tham khảo thông tin về nền giáo dục Malaysia cũng như trường đại học Sunway tại những website sau: www.sunway.edu.vn hoặc www.duhocmanet.com/duhocmalaysia. Và cách nhanh nhất, các bạn có thể alo cho chuyên viên của trường học Sunway theo số điện thoại 0931093311. Ôi, Hải Phong đang rất là hào hứng và chờ đợi cuộc thi này lắm. Hải Phong đang mơ về tỏa khắp nơi trong các tổng thể của Malaysia đây. Các bạn thì sao? Nào, hãy nhanh tay lên, truy cập vào trang fanpage của Anet tại địa chỉ www.facebook.com/tuvấnthongnet, nhanh tay đăng ký tham dự và nhận giải thưởng lớn với chuyến định 4 ngày tại nước ngoài cũng như tham gia một trường học danh tiếng thế giới trước khi chọn cho mình một chương trình du học tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.